của tên đầu sỏ góp tinh đèn ẩn áo lên cho cổ tướng truy cho hết cái mương, cái ngõ, cái ngách, bắt cho được tên đầu sỏ, lên người ta gặp tên đầu sỏ chạm. Video này được lan truyền trên mạng xã hội vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, được cho là được quay lại tại một ngôi nhà ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khi gia đình này đang cúng bái để trừ tà. Trong diễn biến mới nhất của vụ cả nhà tra tấn em dâu để trừ tà, chiều 9 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tại tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Thị Hòa Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Lan, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tự Tính, Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm. Tất cả các bị can đều là chị em trong một gia đình, ngụ xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này có nhiều mối quan hệ phức tạp, có biểu hiện chống đối, không khai báo, không hợp tác với cơ quan công an khi được triệu tập lấy lời khai. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, một phụ nữ 33 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, được gia đình đưa đến cơ quan công an tố cáo các bị can đều là người nhà chồng cũ của chị, nhốt chị trong căn nhà ở phường Phú Thủy, tra tấn dã man nhiều tháng, gây thương tích khắp cơ thể. Giám định ban đầu cho thấy, nạn nhân bị gãy xương sườn, chấn thương đốt sống cổ, ngực, tay chân bầm tím, dập cơ. Theo điều tra ban đầu, toàn bộ những cuộc tra tấn, đánh đập dã man chị xảy ra tại nhà riêng của người chồng cũ của chị ở phường Phú Thủy. Nạn nhân và chồng kết hôn với nhau từ năm 2014, có 3 người con cùng chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó, gia đình chồng chị chuyển về phường Phú Thủy sinh sống. Tháng 12 năm 2023, vợ chồng chị ly hôn nhưng chị vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc 3 đứa con. Từ lúc ly hôn, gia đình chồng thay ổ khóa, thu điện thoại, không cho chị ra ngoài, không cho liên hệ với người thân, bạn bè bên ngoài xã hội. Kể từ đó, những người thân trong gia đình chồng chị bắt đầu hành hạ, tra tấn chị như thời Trung Cổ, thậm chí bắt ăn chất thải với lý do mà nhà chồng chị nói là để trừ tà. Gia đình chồng còn bắt chị viết cam kết đã dùng bùa ngải để hãm hại gia đình chồng, đã trộm cắp tiền và ngoại tình. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an thành phố Phan Thiết kiểm tra căn nhà của gia đình các bị can ở phường Phú Thủy. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết thụ lý, điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án này. Sau vụ việc tài khoản Facebook tên Angela Phương Trinh có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đăng tải các bài viết bị tố là lộng ngôn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin về chuyện nợ nần của người đẹp 9X này. Tài khoản Facebook này sau đó cũng đã đăng tải bài viết khẳng định không hề nợ bất cứ khoản tiền nào. Tài khoản Angela Phương Trinh cho hay khi làm việc luôn có một ekip đồng hành, luôn thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với các cộng sự. Bài đăng khẳng định không có chuyện Angela Phương Trinh gặp khó khăn hay nợ nần tài chính và yêu cầu những người nói mình nợ nần đưa ra bằng chứng. Cũng trên trang fanpage này, diễn viên Angela Phương Trinh vừa có buổi phát trực tiếp giao lưu cùng khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp 9X lộ diện sau khi vướng tranh cãi vì các bài viết đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Trong buổi livestream kéo dài 47 phút, Angela Phương Trinh không đề cập đến vụ ồn ào thời gian qua. Thay vào đó, cô trò chuyện, chia sẻ về cách rèn luyện sức khỏe. Cô cũng chia sẻ rằng muốn tranh thủ dịp đi bơi để giao lưu cùng khán giả. Động thái của Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý. Trước đó, việc trang Facebook này liên tục đăng tải những bài viết với thái độ mỉa mai, gay gắt đối với một vài cá nhân tổ chức khiến dân mạng bất bình. Sau sự việc, người này lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã không khéo léo khi diễn đạt cảm xúc. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn chưa dừng lại. Liên quan đến vụ việc này, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thu thập và nắm thêm thông tin về vụ việc, sẽ phối hợp xử lý khi có đề nghị, yêu cầu từ các đơn vị liên quan. Trong khi đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói sẽ trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông về trường hợp này trên góc độ chuyên môn văn hóa. Giữa trưa 9 tháng 6 năm 2024, người tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngang qua trung tâm thương mại Gigamon ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, táo hỏa khi một xe tải nhỏ bốc cháy cuồn cuộn, lửa và khói đen bao trùm chiếc xe. Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa cùng ngày, xe tải này mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ ngã tư Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Tài xế dừng phương tiện vào sát giải phân cách rồi mở cửa thoát khỏi xe, đồng thời hô hoán kêu gọi người đi đường
hỗ trợ dập lửa. Lúc này, nhân viên của trung tâm thương mại và người dân đã dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, giao thông khu vực cũng bị ảnh hưởng. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong ít phút, đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người, nhưng xe tải thì bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. 6 giờ sáng 8 tháng 6 năm 2024. Lực lượng trinh sát bộ đội biên phòng Quảng Trị nhận tin báo một cô gái 20 tuổi đang ở Lào kêu cứu cần sự giúp đỡ vì đang bị một số người lạ giam giữ trong ngôi nhà sát biên giới. Lực lượng trinh sát đã hướng dẫn cô gái gửi địa vị nơi bị giam giữ, đồng thời cử lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ triển khai giải cứu. 4 tiếng đồng hồ sau, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, trinh sát đã xác định được vị trí giam giữ nạn nhân là một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng thuộc bản Đen Savan tại huyện Sepol Savanakhet của Lào và hành trình giải cứu đã diễn ra. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc vừa rồi, trong ngày 9 tháng 6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo phòng trinh sát, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp công an huyện Sepol tại tỉnh Savanakhet của Lào nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các nghi phạm giam giữ người trái phép để giải cứu nạn nhân. Đến 16 giờ chiều 8 tháng 6, tức là khoảng 10 tiếng sau khi nhận tin báo từ nạn nhân, lực lượng phối hợp đã tiếp cận được vị trí giam giữ nạn nhân. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các nghi phạm lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở chạy trốn. Còn nạn nhân được giải cứu và đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo an toàn. Hiện tinh thần và sức khỏe của cô gái này đã cơ bản ổn định. Cô gái năm nay 20 tuổi, trú tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Tại cơ quan chức năng, cô gái khai báo vào khoảng đầu tháng 12 năm 2023, cô gái một người bạn giới thiệu qua Lào để làm các công việc phổ thông với thu nhập cao. Sau đó, cô được đưa đến khu vực Tam Giác Vàng tại Lào và bị cưỡng ép bán dâm. Cũng theo lời khai của nạn nhân, tiền thu được khi bán dâm đều bị chủ cơ sở thu giữ để trừ vào các khoản chi phí đã môi giới đưa từ Việt Nam sang Lào. Khi phát hiện nạn nhân có thai khoảng 7 tháng, không còn khả năng tiếp tục bán dâm, chủ chứa đã đẩy đuổi cô ra khỏi nơi làm việc. Thông qua mạng xã hội, cô gái liên hệ với một người Việt Nam đang sinh sống tại Lào, nhận đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Đen Savan tại Lào và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tại Việt Nam với chi phí 35 triệu đồng. Khi đến khu vực cửa khẩu Đen Savan, nhóm người lạ mặt đưa cô vào giấu trong một ngôi nhà hoang sát biên giới và yêu cầu người nhà cô gái chuyển đủ tiền qua tài khoản mà chúng cung cấp mới thả người. Do cô gái có hoàn cảnh éo le, bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, không còn người thân để liên lạc và tiền chi trả nên đã gọi điện thoại đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhờ giải cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh.